Alo, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật nhỏ để mà chúng ta làm những cái diễn hoạt dạng dynamic ở trong After Effects, sử dụng plugin Newton. Newton là một cái plugin dùng để tạo ra các cái giả lập về physics, vật lý ở trong After Effects, thường được ứng dụng ở trong các cái motion graphic. Và hôm nay mình sẽ kết hợp cái Newton với một cái extension tên là SoftBody để mà chúng ta tạo ra những cái hình dạng mềm cho cái vật thể của chúng ta, và ứng dụng với cái Newton. Thì cái đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái composition, và mình sẽ vẽ hai cái shape. Một cái shape thì mình sẽ đặt tên cho nó là cái mặt đất, tức là ground, đúng không? Mình lại vẽ một cái shape thứ hai là một cái hình tròn, và shape này mình sẽ đặt tên cho nó là ball, tức là quả bóng. Mình sẽ đổi màu cái quả bóng này thành màu đỏ để chúng ta dễ phân biệt. Rồi. Thì bây giờ với cái plugin Newton thì chúng ta sẽ select cái con của chúng ta ha, cái con hiện tại của chúng ta. Mình sẽ đặt tên cho cái con này là original con. Mình sẽ select cái con này và mình sẽ vào cái mục composition, vào select cái Newton 3. Thì Newton 3 nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ để chúng ta bắt đầu tiến hành các cái giả lập vật lý. Thì mình sẽ select cái mặt đất của chúng ta nè. Thì mình vào một cái cửa sổ General ở cái mục Type, mình sẽ chọn nó là Static, tức là đây là một cái vật thể tĩnh, được chưa? Sau đó mình sẽ select cái quả bóng của mình lại vào cái cửa sổ General ở mục Type này, mình sẽ chọn Dynamic. Thì quả bóng này, những cái vật thể Dynamic nó sẽ chịu tác động của những cái lực ở trong cái môi trường tạo ra bởi Newton. Thì hiện tại là môi trường này nó có cái lực trọng lực để nó kéo cái quả bóng xuống, được chưa? Rồi, tiếp theo thì mình có thể bấm nút play để mình xem cái diễn hoạt giả lập vật lý do Newton nó tạo ra. Các bạn thấy là đơn giản là quả bóng sẽ bị trọng lực kéo xuống, được chưa? Rồi, ở đây thì mình có thể tăng cái độ nảy của quả bóng lên bằng cách mình vào cái cửa sổ General ở cái mục Bounce Unit. Mình sẽ tăng nó lên khoảng tầm 0.7 hoặc là 0.8. Mình nghĩ là 0.7 thôi, được chưa? Thì mình sẽ giả lập lại. Thì các bạn đã thấy là cái độ nảy của bóng nó là tăng lên rất là nhiều. Rồi sau khi mà chúng ta vừa lòng với cái diễn hoạt của chúng ta rồi, thì chúng ta có thể export cái con Newton này ra một cái con mới. Ở đây thì mình có thể bắt đầu ở frame số 0 và end frame mình sẽ cho nó chỉ khoảng tầm 300 frame. Được chưa? Và mình sẽ bấm render. Rồi thì sau khi mà render xong thì chúng ta sẽ có Newton nó sẽ tạo chúng ta một cái con mới. Cái con này thì mình sẽ đặt tên nó là Newton con để phân biệt với cái con gốc của chúng ta. Chúng ta mở cái Newton con này lên thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta đã có cái diễn hoạt quả bóng rơi xuống và nó nảy lên, và quả bóng này là có các cái keyframe được key bởi Newton, được chưa? Thì nó thực ra nó chỉ là một cái laser đã được tạo ra những cái key hard key bởi Newton. Thì ở đây quả bóng của chúng ta tuy là nó đã rơi và nó nảy như thế này á, nhưng mà các bạn thấy là nó khi nó tiếp đất thì nó không có cái độ đàn hồi. Ví dụ đây là một quả bóng cao su, chúng ta muốn làm một quả bóng cao su thì các bạn thấy là nó không có cái độ đàn hồi, tức là hình dạng của nó không bị biến dạng, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ muốn làm cái biến dạng như vậy thì chúng ta sẽ kết hợp thêm một cái extension nữa. Chúng ta sẽ vào Window, Extension. Chúng ta sẽ áp dụng cái soft body ha. Thì đây là một cái extension rất là thú vị, nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái biến dạng cho cái vật thể của chúng ta khi hai cái vật thể tương tác với nhau. Rồi thì ở đây sử dụng rất là đơn giản, chúng ta sẽ select cái layer mặt đất của chúng ta sẽ bấm vào cái nút select collider layer để nó đưa cái mặt đất của chúng ta vào để làm cái vật thể va chạm. Và sau đó tương tự chúng ta select cái layer quả bóng của chúng ta, và chúng ta
bấm vào cái biểu tượng select soft body để nó đưa cái quả bóng chúng ta vào trong cái soft body ha, và sau đó chúng ta bấm apply. Và khi mà chúng ta đã bấm apply rồi thì các bạn sẽ thấy là khi mà quả bóng nó va chạm với mặt đất thì nó sẽ có sự biến dạng về mặt hình dạng. Ở đây mình sẽ tạm thời mình kéo quả bóng xuống đi cho các bạn thấy. Khi mà chúng ta tương tác với mặt đất thì cái quả bóng chúng ta nó sẽ bị biến dạng, được chưa? Thì áp dụng cái cách thức này, chúng ta thấy là chúng ta có thể tạo ra những cái chuyển động vừa có tính vật lý của Newton, vừa có cái độ biến dạng hình ảnh của cái extension soft body. Ở đây thì các bạn thấy là vì cái extension này nó có tạo ra một cái phần viền chung quanh cái shape của chúng ta. Ở đây thì mình có thể sửa bằng cách là chúng ta sẽ bỏ cái SP-Rand 2. Đây là một cái hiệu ứng nằm trong cái layer bone của chúng ta sau khi mà chúng ta áp dụng cái extension. Và chúng ta xuống phía dưới chúng ta sẽ có cái soft body setting, thì chúng ta có thể thay đổi một chút những cái setting để khi mà cái khi mà cái quả bóng của chúng ta nó tiếp xúc với mặt đất thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái độ nảy mạnh hơn và cái độ biến dạng cũng nhiều hơn. Các bạn thấy bây giờ thì với một số tùy chỉnh cho cái phần extension soft body thì các bạn thấy là cái biến dạng của quả bóng nó đã thực tế hơn rất là nhiều khi mà nó tiếp xúc với mặt đất của chúng ta. Chúng ta cũng có thể cho nó một chút cái animation là một số cái diễn hoạt kiểu như độ nảy nhỏ của quả bóng để làm cho cái diễn hoạt nó thực tế hơn, nó sinh động hơn ha. Cùng xem. Đấy thì các bạn thấy là như vậy là kết hợp giữa Newton và cái extension soft body, một cái extension rất là đơn giản, nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái diễn hoạt vừa mang tính vật lý, vừa giúp biến dạng cái những cái vật thể tương tác của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Rồi thì một cái tutorial ngắn nhỏ như thế này thôi để giúp các bạn tìm hiểu thêm và làm quen với các cái plugin giả lập vật lý như là Newton cũng như là soft body, một cái extension. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo tìm hiểu sâu hơn về các cái giả lập vật lý ở trong Newton. Cảm ơn các bạn.